Xin chào tất cả các bạn nhé, xin chào tất cả anh em nhé. Em có làm cái khung võng xếp như thế này nhé. Em làm bằng toàn bộ tận dụng bằng sắt cũ thôi. Đấy, nhà có sắt vụn nhờ trong kia kìa, đó. Đấy, em tận dụng em làm thôi. Nếu tận dụng làm được thì chi phí nó rẻ nhé. Còn đi mua cái này tất cả các chi phí cộng vào thì em tính nó là vào khoảng 600.000 đồng nhé. À, có một số bác hỏi là kích thước cụ thể như thế nào ấy thì thôi hôm nay em quay em chia sẻ luôn, em lấy số đo chi tiết cho các bác tham khảo luôn nhé. Thì đầu tiên các bác làm thì làm cái đế đầu tiên nhé, mình làm cái đế trước. Đấy, cái đế của cái khung võng này là 75 cm này. Đấy, cái này cái ngang của cái đế 75 cm. Và cái cây dọc này nhé, cây ngang em làm bằng vuông 4, còn cây dọc này làm bằng hộp 4x8 nhé, 4x8 cm. Còn không thì hai các bác cứ làm bằng hai cây vuông 4 cũng được, thì hàn dọc song song như thế này thì cũng được nhé. Còn đây nhà em là có cái sắt cũ này, em lấy luôn cái cây 4x8 này. Còn các bác nhiều khi đi mua người ta không bán lẻ thì có thể là lấy hai cây vuông 4 mình hàn vào thành song song như thế này cũng được. Ok. Đấy, cây này của em nhìn nhớ không nhầm như mét 25 này. Đây nha. Em móc đầu móc phủ bì nhé. Phủ bì nó nằm 1m33 thì các bác cắt cây này 1m25 là được. Đó. Rồi tiếp đến đây cây cây đứng này. Đấy, cây đứng này là đây để em móc. Móc cho bác coi luôn. 1m72 nhé. Cây mét 02 này. Cây này em làm bằng vuông 3 nhưng mà các bác có thể là đi tiện mua một loại một chủng loại sắt thì làm bằng vuông 4 cũng được. Chẳng có làm sao cả. Càng chắc thôi. Đấy, còn cái cây trống này. Cây trống này. Các bác làm cho em 85 cm. Đó. Cơ bản thì nó cũng chỉ có vậy thôi. Rồi là một số chi tiết nữa thì như đây. Từ cái bản này, lề này vào á là hàn 25 cm, với lại cái cây này này cái cây ngang để bắt chống vào đây á thì là ở trên xuống này, đo trên xuống nhá, 29. Rồi cái này là em làm bằng lấy cái lông đèn loại lớn lớn thôi, đường kính của nó khoảng 6 cm 7 cm. Đấy, hàn ở đây thì nó có cái góc bo tròn này thì nó đỡ, mình quẹt vào nó đỡ bị xước chân tay, xước người nhá. Đó, còn cái có một cái số chú ý ấy, thì em làm bằng cái bản lề lá của bửng ô tô đấy, nó có loại nhỏ thôi, nhỏ nhất luôn đấy. Cái này là tùy chỗ bán 10 hoặc 12.000 đồng một cái gì đó. Nếu mà như thế này thì các bác về hàn luôn cũng được, như em thì em gõ lại, lấy búa gõ lại cho nó khít, nó khó không có một độ dơ nào luôn. Bắt đầu chấm thêm đây. Đó, chấm điểm này nhé. Cái là giữa thì chấm điểm này. Còn cái này thì chấm hai bên. Làm sao đừng có chấm vào khe giữa này, nó chết bản lề là được. Đó, thì là nó không có độ dơ. Cái này thì em làm rất là lâu rồi. Nhưng mà các bác hỏi thì thôi em chia sẻ như vậy. Cái này em làm chắc cả 1 năm rồi. Ngồi được cái là làm cái bằng cái bản lề này. Anh em nào mà biết hàn sơ sơ thôi là có thể làm được. Nó làm sử dụng lâu ngày nhưng mà nó vẫn như là mình mới làm nhé, nó không có một độ dơ gì cả. Em bắt xem này, em lắc thoải mái nhé, ngồi nó không có cót két cọt kẹt gì đâu. Còn mấy cái này thì các bác ra mấy cái cửa hàng gia dụng này mua, mấy hàng cơ khí gia dụng hay là mua mấy cái này nó có đủ hết rồi, bu lông với lại cái móc này đấy, bản lề nó có luôn. Cái này em mua một chỗ nó có luôn. Còn cái màu sơn này là màu sơn màu ghi xám ghi đậm, màu của cái nhôm xin pha. Rồi là cái kích cái đế này. Đế này em lấy từ cái cao su ra nhá. Cao su lốp cái vỏ ô tô ấy, làm sao nó cứ dày độ phân 1 cm hoặc là 2 cm gì đấy là được thôi. Còn cơ bản là nó là như thế. Em làm như thế thì nó kích thước thế nó cũng thông dụng rồi, tạm ổn rồi. Không thì các bác cứ căn làm sao này.
từ dưới đất lên nhé. Dưới đất lên này, đến cái đầu móc này 90, hai bên đều như thế. Và cái khoảng cách từ móc này sang móc kia này. Đó, từ móc này sang móc kia nó vào 2m4, chênh lệch 1-2cm gì nó không quan trọng đâu. Đấy, cứ tầm 2m4-2m35 gì cũng được. Như thế này thì là cái khi mình móc móc cái lưới võng lên ấy, thì cái mình nằm xuống ấy, thì nó chỉ cách cái khung này là 20cm thôi nhá. Còn các bác làm căng hơn một chút thì nó cao hơn thôi, hoặc là mấy cây trống này có thể dài hơn một chút thì nó cao hơn một chút thôi. Còn cái khoảng chủ yếu là mấy cái cây cây ngang này các bác mà làm mà nó nhỏ nó ngắn hơn ấy, cây này này làm ngắn hơn chút nữa ấy, thì nó mình đu mạnh nó sẽ dễ bị lật, mà làm dài quá thì nó cồng kềnh. Đấy, hôm nay là em chia sẻ với các bác như vậy nhé. Đây, móc luôn cái lưới vào cho các xem. Cái này này em làm nó cũng lâu rồi, mà đầu tiên là xác định làm để mình dùng thôi, thế em cũng không bán nữa nhé. Nhiều bác hỏi giá bao nhiêu em không bán đâu, em không có làm bán, thì chia sẻ với các anh em như vậy thôi. Dùng lâu rồi đó, thấy không? Như là cái này ngồi lên là nó chỉ cách 20cm thôi, là cái đuôi võng ạ. Rất là cứng. Cái này là ngồi nhiều, nhiều nó còn rách luôn cả cái đầu võng. Còn chi phí thì các bác mua thì em hôm bữa tính thì nó rơi vào khoảng 600.000 đồng nhé. Có thể hơn có thể kém, tại vì sắt các bác mua có thể nó khác thương hiệu, độ dày khác nhau. Các bác cứ mua cái này 1.4L là thoải mái luôn này. Thằng là tha hồ mà nó chắc chắn rồi nhá. Rồi. Thôi hôm nay em chia sẻ các bác như vậy nhé. Rồi xin chào tạm biệt anh em nhé.